vui khi lại được gặp lại các bạn. Và trong video này thì Trang sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng kem tẩy tế bào chết cà phê dừa. Đẩy đi các tế bào chết và bụi bẩn. Các bạn lưu ý là khi tẩy da chết thì nên tránh xa vùng mắt ra, bởi vì ở vùng gần mắt thì rất là nhạy cảm. Rõ cái dấu hiệu của tuổi già, nên các bạn lưu ý là khi mà chăm sóc da mặt thì các bạn lưu ý là chăm sóc vùng da cổ cũng kỹ lưỡng như là ở mặt nhé. Có thời gian thì các bạn có thể tẩy da chết toàn thân. Gen tẩy tế bào chết này thì có khối lượng rất là nhiều, 250ml, cho nên là các bạn có thể dùng cho toàn thân và dùng cả mặt nữa. Sau khi tẩy tế bào chết thì chúng ta sẽ tiến hành rửa mặt và tiến hành các bước chăm sóc da tiếp theo. Trên đây là phần chia sẻ của Trang về cách sử dụng gen tẩy tế bào cà phê dừa. Nếu các bạn cần thêm thông tin và các bạn cần tư vấn về sản phẩm hay là đặt hàng, các bạn vui lòng liên hệ với Trang qua số điện thoại 0981918651 hoặc 0914149430. Các bạn cũng có thể inbox vào Facebook hoặc Zalo của mình 0981918651. Mình là Dương Thu Trang. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.